mai đẹp tuyệt vời mọi người. Gần là phong cho mọi người xem nè, đó rất là đẹp nha mọi người. Dường kiển phát tài 75 mọi người đó, mọi người xem. Nếu ai có cần thích thì sẽ liên hệ với số điện thoại mọi người. Đẹp quá. Quá đẹp, nhưng mai quá tuyệt vời luôn mọi người. Khách thật cũng đi tham quan chạy qua mọi người. Tuy bao dù bữa nay gần mới 20 Tết chứ nhìn thấy là rất là nhộn nhịp nha. Mọi người thấy mai búp búp bông rất là đẹp chưa? Quá tuyệt luôn mọi người ơi. Cái mai nhỏ nhỏ thôi mọi người thấy đẹp quá, đẹp nè. Đó, chỗ bông kìa. Đó. Đó, quá đẹp mọi người. Đi về dài tới nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Búp búp bông trên những mỗi chỗ đẹp quá mọi người. Cái này mình chỉ quay sơ lược cho mọi người thôi chứ không có quay để xem từ cảnh, để giới thiệu từ cây được cho mọi người. Cái này mình chỉ sơ lược để tham quan thôi. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Hình cái mai này đẹp quá. Không gặp chủ để mình hỏi cái giá cây mai bao nhiêu. Ôi ghế đẹp quá. Bắt biết. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Mọi người thấy mấy cái hạnh trái này nè. Cái bông trang nè. Tuyệt vời luôn. Đó. Trái mê mọi người ơi. Đó. Nè. Trái chính hoặc quăng chào hạnh nó nhiêu vậy anh?
mai đẹp, quá đẹp luôn. Hương mai mất biết cái bông, mọi người thấy bông chỗ búp 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 chân tuyệt vời luôn. Nói chung mấy bữa nay chỉ có mai rồi nhiều chứ nó lên lô nhiều chứ còn ba các bông kia là nó còn ít nha mọi người, chưa khoảng 25-26 là mới nhiều. Quá đẹp tuyệt vời nha mọi người, cái tàn đã ghê không. Tuyệt vời thôi chứ. Cái cây này là mấy mấy ghiền nè ha. Đó, đẹp ghê chứ. Mấy cái này là ngay cây đẹp. Đó. Bông này bông gì ta? Lúa lúa đây bông quẹ hả? Phải không? Quẹ gì vậy đó? Bông này nhiêu chậu gì? Ba trăm rưỡi một chậu nha mọi người. Không nhận đẹp ghê không? Hết có biết cái bông màu đẹp tuyệt vời luôn. Đây cái sung nhỏ. Cái cây trên trái cái gì ngọn nè. Đỗ quyên. Bữa nay chủ yếu mình đi sơ lược chợ qua để ta lên lô cho bán mai là gì để cho mọi người xem thôi chứ bông thì chưa có nhiều. Rồi hết biết rồi. Mai này hình nhìn đẹp ghê không mọi người, chụp tuyệt vời không? À, quá tuyệt luôn. À, Phương Tử Nha hay gì đó. Quá tuyệt luôn. Đó, từ xa ra cho mọi người xem. Cái bông nhân thọ này, chỗ là đẹp. Ở bên kia bông mùng gà. Thấy là tuyệt vời quá. Cúc ớt nữa. Đó, thấy tuyệt vời không, đẹp không? Ớt chạy đi tí không ha. Hôm nay mình về mình đi đen luôn nha mọi người. Hôm nay không có mang nón, không có đội nón, đi quay giấc trưa cho mọi người xem. Giấc sáng mình không có rảnh, giấc sáng mới đi tới cây. Đó. Thấy chưa? Đó, đẹp tuyệt vời chưa? Cái bông hướng dương. Nãy giờ mình quay đằng khúc thành Bắc Hồ, bây giờ mình sẽ đi lại đằng từ đằng qua trái lại ba là bến Phà nha mọi người.
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Mài hết cái cây mài mọi người. Quá. Ô cái bông này đẹp, không biết cái bông này bông gì ta. Nè. Thấy nó có để tên nó biết bông gì luôn. Đẹp tuyệt vời đấy chứ. Hoa kiển tám hương. À, mọi người thấy đó. Mua bán trao đổi ghép sữa, nuôi dưỡng cây mai vàng. Số điện thoại 0907761169. À, mọi người có nếu có cần thì liên hệ số điện thoại đó nghe mọi người. Đây mình sẽ quay. Bông giấy đẹp quá. Cái này chậu nhỏ nhỏ chứ góc mai không đẹp mọi người thấy. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Cái này tôi trồng bắp và lúa nè mọi người. Bắp mà hơi dương. Lúa phải mày qua làng đẹp quá, quá thiệt rồi mọi người. Quá đẹp. Bông là bông gì vậy anh? Đẹp quá. Như chậu mai nhỏ nhỏ mà có bông hết trơn mọi người ha. Đây là thuốc mâm sâu nha mọi người. Đây là quá tuyệt vời. Con chậu nhỏ 50.000, 45.000 có giá cho mọi người. Kiển đẹp quá. Này mình chỉ quay sơ lược cho mọi người xem chứ mình không có kể từ cái món qua cho mọi người biết, tại vì mình không có gành nữa. Đẹp quá đẹp mọi người ơi. Hôm nay mới có 20 mà chợ hoa thành phố Cần Thơ là Bến Ninh Kiều là rất là nhộn nhịp mọi người thấy không? Rất là đẹp nè. Các mẫu hàng hoa rất là đẹp, nhất là mai. Còn đây là hạnh. Hạnh trái mọi người thấy không? Làng quá đẹp mọi người. Quá đẹp luôn. Tiếp giờ là đẹp luôn. Ô
ngủ chân thí tinh các con này con kia. Cũng tay gì đủ cho này. Đây trên là cổ. Bên kia đồ đẹp quá, đẹp quá công. Mai này chưa có chỗ bông. Biết rồi. Mấy chậu bông này rất đẹp tuyệt vời luôn. Đó, cây này cây gì ta? Chúc hả? Chúc phát tài. Trời, sáng mới 6 giờ cái điện ra rồi. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Đây đó mấy cây gì. Đây đẹp lắm. Chút chưa rồi, cũng hơi mệt thôi, nó bụng rồi, mình cũng không có nói chuyện người cho mọi người xem. Thấy cho bông đẹp không? Bông còn làm cây ấy rất là khéo luôn. Mình cũng rất mong mọi người ủng hộ Tuấn bằng cách chia sẻ, bấm like, đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ Tuấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.